mình niềm hạnh phúc được làm mẹ. Rồi hạnh phúc cũng đến khi cô con gái Việt sinh ra đời. Cô bé giống chị Như Tạ, vượt trên mọi dư luận khắc nghiệt, chị dồn hết tình cảm yêu thương cho con gái. Cô bé lớn lên trong tình yêu thương và chở che của mẹ. Và chị càng hạnh phúc hơn khi cậu con trai Viết Quyết chào đời. Nhưng rồi trái tim người mẹ đau thắt khi cậu bé 2 tháng tuổi bị phát hiện hội chứng Flo, hội chứng tim bị 4 dị tật. Mẹ em là một người phụ nữ tay mềm chân yếu, ngoài công việc trong áo thì một ngày chỉ làm ra mấy cái nón lá để một phần đó là lo thuốc thang cho em trai mang một căn bệnh rất là hiểm nghèo, đó là căn bệnh tim. Cuộc đời thương bất hạnh của anh, trên 30 tuổi rồi mình nghĩ được rồi, mình được làm vợ thì mình cuộc đời để làm mẹ. Nhưng mà không may tôi sinh ra được 2 đứa con, mà một đứa con trai á là bị mang bệnh tim. Thì khi sinh ra từ rưỡi á là mang cháu mang bệnh từ đến giờ là 15 năm. Có lần mẹ đã không còn đủ năng lượng nữa, mẹ muốn ba mẹ con cùng đi về một nơi rất là xa. Khi đó có thể nói là thời gian này không còn ai nhớ đến tên ba mẹ con nữa. Lúc năm 99, lúc lớn quá đi thì xung quanh nhà họ có đàn ông á, là nhờ họ qua họ cứu ba mẹ con đi là qua chứ khỏi chết. Còn heo thì cuối cùng là heo cũng trôi, lúa cũng trôi. Thì khi đó về á, là từ năm 99-2000 rồi, cả là khi nữa là người con trai tôi là bị lâm bệnh nặng. Con bé lớn liền càng học, càng ngày liền càng học lớp lên. Thì khi đó thì tôi nói đi, đừng công, tôi vô tôi nói đi. Thôi cả gắn cả chị ơi, tôi nói cháu bị bán. Giờ thì tôi không biết làm nữa, tôi trả được số nợ hết. Chị gọi tôi chết đi, thôi tôi chưa biết bao giờ tôi sống nổi để tôi trả số nợ hết. Thì vậy anh và chị mới khuyên mà thôi, kêu cố gắng trả lương lương tôi nợ chơi, chứ càng ngày còn tôi thì càng đau. Ngày học ạ, có nội dung liên quan đến tình cảm của người ta. Em cứ gửi kia, chị một lần ôm được ba. Chị gọi một tiếng mà từ lâu ở cổ em không thể gọi được. Ba mảnh đời chan chứa yêu thương nhưng cũng đông đầy nước mắt, cùng nương tựa nhau dưới một mái nhà. Nước mắt thương mẹ, thương cho bản thân mình của người con trai Viết Quyết. Nước mắt khao khát âm thầm được gọi cha như tất cả những đứa con khác của cô gái Việt sinh. Và giọt nước mắt lặng lẽ xót xa của người mẹ với bao lo toan, vất vả, hy sinh, mong ước yên bình và hạnh phúc cho 2 đứa con bé bỏng. Năm tháng cứ trôi và người mẹ vẫn kiên trì cặm cụi từng đường kim mũi chỉ để mãi nuôi một ước mơ cho con gái của mình được đứng trên giảng đường và trái tim non nớt của con trai được đập những nhịp đập mạnh mẽ như bao người. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình Vượt Lên Chính Mình là một chương trình dành cho tất cả mọi người và đặc biệt dành cho những ai có vay vốn ngân hàng và có nhu cầu xóa nợ. Đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình để chúng ta hiểu rằng chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì chương trình Vượt Lên Chính Mình sẽ gặp gỡ một thí sinh làm nghề chầm nón lá. Nói đến chiếc nón lá, chúng ta nói đến biết bao nhiêu tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho chiếc nón lá. Chiếc nón lá không những niềm tự hào của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với thí sinh làm nghề nón lá, đó là chị Nguyễn Thị Phương. Rồi, xin chào chị. Chị có thấy hôm nay là tất cả bà con ở làng ở xã tập trung về để cổ động cho chị. Chị có thấy xúc động không? Dạ, rất vui mừng mà lại xúc động là vì chưa bao giờ đứng giờ trước đông người. Dạ, nhưng mà vui thì quá vui, nhưng mà cũng cố gắng. Dạ, để mà làm, để vượt lên, để mà xóa được nợ. Chị đã vay ngân hàng bao nhiêu tiền? Dạ, đã vay 3 triệu từ ngày 14 tháng 10 năm 1999. Năm 99 đến nay vẫn chưa trả được 3 triệu? Dạ chưa, chỉ có trả được lại được 6 tháng thôi ạ. Nếu như không có chương trình Vượt Lên Chính Mình thì chị định bao giờ mới trả hết 3 triệu? Dạ, cũng biết lúc nào trả thì đó chắc là khi chết luôn á. Ngân hàng nào cho vay nghe câu này chắc buồn lắm. Hôm nay với nghề chầm nón lá của chị sẽ vượt qua 2 vòng thi để xóa đi số
Phong thì chị sẽ cùng với hai con, chúng ta sẽ vào 2, 4, 6, 8, 10, vào tất cả những cái khung nón lá này đây, vào đây. Và chị sẽ trải cái lá này lên đây và trồng một cái khung cuối cùng vào. Trong vòng 1 phút 30 giây chị sẽ hoàn thành một cái nón lá. Và bên kia con gái và con trai cũng làm một cái. Ước mơ sau này con sẽ làm gì? Con sẽ làm bác sĩ. Ước mơ làm bác sĩ. Chữa bệnh cho ai? Những người nghèo. À, làm bác sĩ chữa bệnh người nghèo. Ủa, người giàu bệnh không chữa hả con? Vì người nghèo họ không có tiền. À, tức là con ý định con là làm bác sĩ chữa bệnh miễn phí hả? Dạ. Rồi lấy tiền đâu con ăn? Thật tiện là những người nghèo. À, miễn phí người nghèo, còn người giàu lấy tiền. Chú Quyền Linh nghèo lắm nha. Chào con. Hôm nay con học lớp mấy? Dạ, con học trường Cao đẳng Sư phạm ạ. À, Cao đẳng Sư phạm. Năm thứ mấy rồi? Dạ, năm 3 ạ. Năm thứ 3 rồi. Ra trường thì con sẽ ước mơ đi làm nghề gì? Dạ, ước mơ của con là sau ngày nhận bằng tốt nghiệp sẽ được một cơ quan tiếp nhận để làm việc thôi ạ. Và bây giờ vòng 1 để xóa đi số nợ 1.500.000 đồng với chị Nguyễn Thị Phương sẽ bắt đầu trong vài giây lát với nhiệm vụ là vào 15 vành nón lá và vào lá vào trong nón luôn. Chị sẽ làm một cái nón và phía bên kia con gái và con trai sẽ làm một cái nón. Xin mời chị kiểm tra đồng hồ cho Quyền Linh ạ. Dạ không không ạ. Không không nha. Tất cả sẵn sàng. 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Vào vành đi chị. Vào vành nón lá đi. Bên kia hai con làm đi. Rồi, vào nhanh lên. Rồi, mới vào nhanh vậy. Nhanh lên con. 15 bành nón lá và vào bành lá luôn. Vào nhanh lên rồi đem bên bàn bên đây cho con nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Còn 7, mới 7 thôi, còn 8 cái nữa, còn 8 cái bành nữa. Còn 8 cái bành nón lá nữa. Xong rồi chị phải trải lá, quay đều cái nón lại. Coi chừng nó rơi ra chị Phương nhé, coi chừng nó rơi ra. Còn 6 cái nữa, còn 6 cái bành nữa. Còn rồi, nhanh lên. Rồi chị vào lá đi. Không biết bên kia hai người con của chị có hoàn thành chưa. Vào đều lá chị nhá. Chúng ta sẽ đem vào vị trí trên chiếc bàn kia. Cố gắng nhanh lên chút xíu đó chị. Chúng ta hãy vỗ tay thật lớn lên cổ động cho chị Phương. Còn những công đoạn cuối cùng. Có chừng nơi đây lá ra. Cố gắng lên chị, có chừng nơi đây lá ra kìa. Chiếc lá nó ra đây kìa. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra sản phẩm của gia đình chị Nguyễn Thị Phương. Vào 15 cái khuôn và vào một cái vành nón lá. Đã xong. Rất tốt. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta sẽ kiểm tra đồng hồ xem. Đồng hồ sẽ dừng lại 1 phút bao nhiêu giây đây. Kính thưa quý vị, như vậy là tất cả chúng ta đang rất hồi hộp và căng thẳng. Không biết là đồng hồ sẽ dừng lại 1 phút bao nhiêu giây đây. Theo chị thì đồng hồ sẽ dừng lại 1 phút bao nhiêu giây? 2 phút giây. 2 phút à? Rồi theo gia đình thì dừng lại bao nhiêu? Dạ 1 phút 29. 1 phút 29 và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra đồng hồ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đã kết thúc vòng 1 với 1 phút 34 giây. Rất tiếc, chúng tôi phải rất tiếc nói là điều này. Nhưng không sao, đó cũng là kinh nghiệm. Chúng ta có thể vấp ngã, nhưng sau sự vấp ngã đó chúng ta sẽ đứng lên vững vàng hơn. Và như vậy là chúng tôi sẽ hy vọng rằng vòng 2, chị Phương sẽ nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hơn nữa, tự tin hơn nữa để chiến thắng ở vòng 2 trong chương trình Vượt Lên Chính Mình. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến, xin chào. Và hôm nay chúng ta sẽ tham gia trò chơi là di chuyển bằng ghế đẩu. Mỗi đội chúng ta sẽ có 4 chiếc ghế này lên vị trí bên kia và đi qua đi lại, đi ngược, đi xuôi, đi tới, đi về. Và khi nào thầy đi đến đích đầu tiên thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Tham dự trò chơi hôm nay gồm có 2 trường, đó là trường Thủy Vân và trường Thủy Thanh. 1, 2. Thủy Thanh và Thủy Vân. Đúng rồi, trời ơi. Bước lên lại,
bước lên lại, đúng rồi, chậm chậm thôi, coi chừng ngã, đúng rồi, Thủy Vân và Thủy Thanh, xem đội nào sẽ đi trước đây, đúng rồi, trời ơi, bước lên lại, đúng rồi, chậm mà chắc, chậm chậm thôi, coi chừng ngã, đúng rồi, Thủy Vân và Thủy Thanh, xem đội nào sẽ đi trước đây, bắt tay vào đây, rồi đi, đúng rồi, nhanh lên, để xem đội nào đây, hay quá bạn nữ ơi. Bạn nữ Thủy Vân cố lên, hay quá Thủy Vân về gần tới rồi, bắt tay rồi, nhanh lên, cố lên, xuất phát đi bạn, xuất phát, coi chừng ngã, gần đến đích rồi các bạn ơi. Bây giờ là giờ phút cuối cùng rồi, để xem Thủy Vân và Thủy Thanh ai sẽ là người rồi. Thủy Vân và Thủy Thanh, đội nào sẽ thắng đây? Và hai thầy chuẩn bị, bắt tay. Đây rồi, trời ơi chết rồi. Cố lên, thầy ơi. Còn hai thầy, thầy nào sẽ về đích đây? Đi nhanh lên, trời ơi, ngã đi rồi, tiếp tục liền, để xem coi Thủy Vân về tới đích là bao nhiêu giây đây. Và cuối cùng thì đội Thủy Vân cũng đã về đến đích, và phần chiến thắng trong ngày hôm nay thuộc về đội Thủy Thanh, xin chúc mừng. Chúng tôi trân trọng kính mời hai thầy hiệu trưởng, thầy Trần Vy, phó hiệu trưởng, và thầy Lương Quang Trí, hiệu trưởng của hai trường, sẽ tặng quà cho các em với trò chơi đi bằng ghế đẩu. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hai trường với trò chơi vừa qua. Chúng tôi trân trọng kính mời bà Phan Thị Sương, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, sẽ trao số tiền thưởng 1.500.000 đồng cho trường Thủy Vân. Xin mời thầy Trần Vy sẽ nhận phần thưởng này, và 2.500.000 đồng thuộc về trường Thủy Thanh. Và xin mời thầy Lương Quang Trí, hiệu trưởng, sẽ nhận phần thưởng này. Xin chúc mừng hai trường. Bây giờ thì vòng 2 sẽ bắt đầu. Nhiệm vụ của gia đình của chị Phương là vào vành nón lá. Đây là cái vành cuối cùng. Chị phải vào hết cái vành nón lá và vào luôn sợi dây quai của nón lá. Cuối cùng thành phẩm là cái nón như Quỳnh Linh đang đội đây. 1 phút 30 giây, hai chiếc nón lá nằm ở vị trí bàn số 3 sẽ xóa đi số nợ 1 triệu đồng. Chúng ta nên nhớ, giờ đây chị vẫn chưa xóa được đồng nào trong ngân hàng. Chị vẫn nợ ngân hàng 3 triệu đồng. Tất cả sẵn sàng. 1, 2, 3, bắt đầu vào vành nón lá và vào quai nón lá. 1 phút 30 giây, hai cái nón lá. Chị Phương cố gắng làm đi, đồng hồ đã chạy rồi, cố gắng nhanh lên chị Phương. Ở bên kia hai người con cũng đã được nửa vành nón lá rồi. Chị còn nhớ là chị vẫn còn vào quai nón lá nữa nha chị Phương nhá, và quai nón lá. Ở bên kia bé Sinh và bé Quyết cũng đang rất nỗ lực. Rồi phụ mẹ đi. Cố gắng nhanh lên. Vào khoai nón lá. Để xuống. Nhanh lên, sao phụ lên rồi, xong chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra nón lá. Rất mát. Một cái. Cái thứ hai. Cũng được. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra đồng hồ. Giờ đây thì chúng ta sẽ đọc xem đồng hồ xem. Và chính em cũng là người kiểm tra đồng hồ. Nếu như gia đình thua vòng này nữa, tức là chúng ta không đến được vòng có 4, thì em nghĩ thế nào? Em đã làm mẹ rất là thất vọng ạ. Và cảm thấy rất là buồn ạ. Và em hy vọng đồng hồ sẽ dừng trước 1 phút 30 giây ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra đồng hồ. Xin mời em đọc to lên. Số mấy? 1 phút 07 giây. 1 phút 07 giây. Như vậy là đồng hồ đã dừng lại 1 phút 07.
7 giây. Xin chúc mừng gia đình chị Nguyễn Thị Phương đã vượt qua vòng 2. Và như vậy là chị đã xóa đi số nợ 1.500.000 đồng. Chúng tôi rất vui mừng. Không phải như vậy mà quan trọng, điều quan trọng là gia đình chị sẽ được đến với vòng cấp 4 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Một lần nữa ta hãy chúc mừng gia đình chị Nguyễn Thị Phương. Bây giờ thì chị có thể nói vài lời cùng mấy khán giả trong ngày hôm nay trong giờ phút quan trọng này. Tôi xin nhờ trường hay là tôi xin cảm ơn chương trình, các nhà tài trợ, còn những nhà đài truyền hình, còn giống như các đoàn thể, các bà con, cô bác, các em nhỏ cổ vũ cho gia đình chúng tôi hôm nay được vòng 2 là được kịp thời gian. Vâng, một lần nữa ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho gia đình chị Nguyễn Thị Phương. Ủy ban nhân dân xã Thủy Thanh sẽ trao số tiền ở vòng xóa nợ 2.500.000 đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Phương. Xin mời ông. Rất vui, rất hạnh phúc, và phải nói là tất cả khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay, họ gần như là có thể là có những giọt nước mắt đã rơi chia sẻ hạnh phúc cùng với chị Nguyễn Thị Phương. Và chúc mừng chị một lần nữa. Và ngay bây giờ, gia đình chị Nguyễn Thị Phương, Lê Thị Viết Sinh và Ngô Viết Quyết sẽ đến với vòng cấp 4 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Chúng tôi trân trọng kính mời lãnh đạo địa phương sẽ đại diện cho bà con rút 2 lá thăm may mắn, mỗi lá thăm trị giá 1.000.000 đồng và một phần quà của nhà tài trợ. Xin mời heo, xin mời heo, mỗi người sẽ rút 1 lá thăm. Chúng ta trộn đều phiếu lên và rút bất kỳ lá thăm nào. Trộn lên, trộn lên, trộn đều lên. Bên kia cũng trộn đều lên, rút bất kỳ lá thăm nào. Dạ, cảm ơn. Xin mời ông sẽ đọc khán giả may mắn đầu tiên. Đỗ Thị Căn, sinh ngày 1/3/1962, số chứng minh 19055374, địa chỉ Vân Thê, Thủy Thanh, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Xin mời chị Đỗ Thị Căn. Và bây giờ xin mời ông Quang Đình Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã sẽ đọc và khán giả may mắn thứ hai. Phùng Thị Tý, sinh ngày 11/11/1972, số chứng minh 1912067753. Phùng Hữu Tý, cụm 6 hợp tác xã Thủy Thanh 2, Hương Thủy. Xin được đồng kính mời lãnh đạo địa phương sẽ trao 2 phần thưởng cho khán giả may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin kính mời. May mắn nhất trong ngày hôm nay là có mặt, mỗi người sẽ nhận được giải thưởng là 1.000.000 đồng và một phần quà của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Một lần nữa ta hãy vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho khán giả may mắn. Chúc mừng hai khán giả may mắn đã nhận được quà tặng trong chương trình hôm nay. Các khán giả đến cổ vũ cho thí sinh, hãy nhớ lấy phiếu, điền đầy đủ thông tin và gửi lại ngay cho ban tổ chức. Hy vọng là quý vị cũng may mắn như hai khán giả vừa rồi. Thưa quý vị, từ khi chào đời, hai cháu Việt Sinh và Viết Quyết chỉ có mẹ Phương ở bên cạnh. Và ngày hôm nay, hình ảnh ba mẹ con sát cánh trong các phòng thi cũng đã nói lên gia cảnh đặc biệt của họ. Thế nhưng có lẽ lần đầu tiên đứng trước đông người như vậy nên mẹ con chị đã để vụt mất chiến thắng ở vòng 1. Và như quý vị cũng đã thấy, vụt khỏi chiến thắng ở vòng 1 đã làm cho Việt Sinh cảm thấy lúng túng và thẫn thờ như thế nào khi vòng 2 chuẩn bị được bắt đầu. Thế nhưng với sự ủng hộ của đông đảo khán giả, mẹ con chị Phương đã lấy lại tinh thần và giành chiến thắng ở vòng 2 với thời gian là 1 phút 7 giây. Điều đó có nghĩa là họ xóa được 50% số nợ của gia đình và quan trọng hơn cả là đủ tiêu chuẩn để bước vào vòng cấp 4. Bây giờ đây thì gia đình chị Nguyễn Thị Phương vẫn nợ ngân hàng 1.500.000 đồng. Nhưng điều mà tất cả mọi người ai cũng vui mừng và cũng đều biết được là gia đình sẽ đến với vòng cấp 4 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Hy vọng ở vòng cấp 4 gia đình chị Nguyễn Thị Phương sẽ gặp nhiều may mắn với số tiền thật cao. Bên tay phải Quyền Linh, công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát vươn lên tầm cao mới. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB, nước rửa chén Sunlight, bát sạch ngon cơm. Sơn Expo, sơn của thời đại mới. Ống nhựa hoa sen, sản phẩm của Hoa Sen Group. Bên tay trái là tôn hoa sen, sản phẩm của Hoa Sen Group. Baloka cà phê sữa hòa tan 3 trong 1. Bánh sô-cô-la kem marshmallow, sản phẩm của Phạm Nguyên. Công ty cổ phần Lasta, phở Vi Phong, vị ngon đậm đà vương xa thế giới. Bây giờ thì chị Phương sẽ chọn bảng logo nào? Chọn Quyệt chọn. À, cho Việt Quyết quyết định. Quyết ơi, con quyết định bản nào? Sơn Expo. Sơn Expo. Sơn Expo, sơn của thời đại mới. Với số tiền là 6.500.000 đồng.
chị Phương. 6.500.000 đồng có nghĩa là bây giờ chị trả nợ ngân hàng 1.500.000 đồng. Chị Phương vẫn còn dư 5.000.000 đồng. Giờ đây chúng ta sẽ đến với logo thứ hai. Con chọn logo nào? Dạ, bánh sản phẩm của Phạm Nguyên ạ. Sản phẩm của Phạm Nguyên, bánh sô-cô-la marshmallow. Với số tiền là bao nhiêu? Mấy triệu? Nó to lên. 12 hả? 12 thì 12. Xin chúc mừng gia đình. 12 triệu đồng. 12 triệu đồng với sản phẩm của Phạm Nguyên. Và như vậy là với hai lần rút logo, gia đình chị Nguyễn Thị Phương đã có số tiền là 18.500.000. Xin chúc mừng. Mời ông Trần Duy Thao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã sẽ trao số tiền vòng cấp 4 18.500.000 đồng cho chị Phương. Xin mời ông. Và một lần nữa chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để chúc mừng những hạnh phúc cho gia đình chị Nguyễn Thị Phương. Và ở vòng cấp 4 chị có số tiền là 18.500.000 cộng với chị đã xóa nợ 1.500.000 đồng. Hôm nay gia đình chị có tổng cộng số tiền là 20.000.000 đồng. Xin chúc mừng. Lần rút bản logo đầu tiên với số tiền 6.500.000 đồng đã là niềm vui khôn tả đối với gia đình chị Phương. Và khi anh Quyền Linh rút ra bản logo thứ hai với 12.000.000 đồng thì niềm hạnh phúc ấy đã lan tỏa đến tất cả những ai đang theo dõi chương trình. Với số tiền nhận được, chị không những xóa hết nợ ngân hàng mà còn có thể cho con tiếp tục ăn học và phát triển kinh tế gia đình. Và sau đây mời quý vị cùng chứng kiến niềm hạnh phúc của gia đình chị Phương khi đến ngân hàng làm thủ tục xóa nợ. Và không biết rằng anh Quyền Linh sẽ đưa mẹ con chị đi tham quan những nơi đâu khi được biết rằng trong thời gian qua chưa bao giờ chị đi đến những cảnh đẹp của đất Huế với sự bình yên trong tâm hồn. Bé Sinh đã thốt lên, chưa bao giờ mẹ Phương vui và hạnh phúc đến như vậy. Đó cũng chính là điều mà chương trình Vượt Lên Chính Mình và tất cả chúng ta mong muốn đem đến cho chị cũng như tất cả những người, những gia đình còn khó khăn.